rồi xong ra đây con xin quay feedback cô một chút nhé. Rồi, quay suốt rồi lại chưa đủ đâu bỏ tí. Vâng ạ, rồi trong quá trình mà cô Hà đi rửa tay thì chúng ta sẽ xem lại hình ảnh trước. Chị ơi, mình có thể xem lại hình ảnh trước của cô Hà mà khi thực hiện cái công nghệ trẻ hóa da thơm mát được không ạ? À đây nhá, mình lấy ảnh cho cô này. Đây, giới thiệu là các bạn. Đây là cô Hà trước khi mà làm cái công nghệ thơm mát này nhá. Đó, chỉ mới có 45 phút trước đây thôi ạ. Trước đây là da của cô là bị lão hóa nhiều đúng không ạ? Đúng rồi, cái làn da của cô thì có cái nền rất là xấu này. Như các bạn có thể thấy nhá, cái lỗ chân lông rất là to. Cái thứ hai là cô có rất là nhiều những cái nếp nhăn ở mắt cũng như là rãnh rồng rất là sâu. Đó, và đặc biệt là như các bạn có thể thấy đây, cô hơn 50 tuổi nhưng mà cái làn da của cô thì giống như là bị sạm cũng như là lão hóa rất là nhiều. Đây cô đi vệ sinh xong rồi. Và cô cho con xin là quay feedback một chút ạ. Trời ơi, quay đi, quay suốt rồi nãy chưa đủ sao? Dạ vâng rồi. Đấy, bây giờ thấy xinh cô Hà là cười rất là tươi rồi đúng không ạ? Cô thấy đẹp đến bao nhiêu. Vâng, đây cô Hà có thể nhìn lại cái hình ảnh trước khi làm cô Hà nhìn trông. Rồi. Ê ơi, cô thấy nghe. Có đúng không ạ? Khác hẳn đúng không cô? Khác biệt lúc mới vào xấu thế. À, trời cô còn thấy chê xấu. Bây giờ là sau 45 phút cô Hà thực hiện được cái công nghệ trẻ hóa da thơm mát FLX đúng không ạ? Đúng rồi, đấy cái làn da cô đã rất là khác rồi. Bây giờ cô thấy khác hẳn. Phải nói là trẻ da bao nhiêu, đúng là công nghệ làm trẻ hóa da ở thẩm mỹ viện Bali này làm tốt thật. Cô thấy có làm một lúc thôi thì mà bây giờ nó khác hẳn, đẹp lên bao nhiêu. Cô bây giờ cảm quan của cô là cô thấy nó khác với những điểm nào? Cô thấy là cái da hết trùm nhão này mà không còn nếp nhăn ở trên khóe mắt, mi cả cái bọng tên của cô là hết rồi mà trông nó khác hẳn. Khác hẳn. Ừ, nó nâng hẳn lên, nó khác hẳn, nó trẻ hẳn da. Đúng rồi, đấy, cái lông da ấy. Mọi người nhìn thấy là da bây giờ nó cứ hồng lên đúng không? Hồng nó căng hẳn lên. Làm bằng bức sóng nhiệt, thế nên là khi mà tác động vào thì cái da cô hơi hồng một tí. Nhưng mà chỉ lúc sau 3 phút là nó sẽ hồng. Nhưng vấn đề gì ạ? Thấy trẻ hóa ra, đúng là trẻ ra bao nhiêu, chục tuổi rất hài lòng. Trong quá trình làm thì cô có cảm thấy khó chịu hay đau rát gì không ạ? Cô không thấy, cô chỉ thấy gọi là hơi hơi một tí gọi là thôi chứ còn không đau không gì cả. Đây như mọi người nhìn thấy cô Hà nhá, ngoài 50 và sở hữu một cái làn da gọi là con gái 40 tuổi cũng không thể nào mà sánh kịp được đúng không ạ? Cô mơ mãi nên bây giờ được thành hiện thực rồi. Vâng, rồi chúng ta sẽ xem lại cái hình ảnh này trước khi làm của cô này. Hình ảnh trước đây của cô, khác biệt đúng không cô? Rất là khác. Da sạm rồi là nhăn nheo các kiểu đấy. Lúc nãy lại còn véo má xong rồi kiểu dạng như là có một bị trùng đúng rồi, còn trùng rất nhiều. Bây giờ khác hẳn, bây giờ da nó căng hẳn lên, gần như là không thể nữa rồi. Không không có nữa rồi, không có đồ trùng nhão và căng hẳn đi. Đấy, mà cô thấy trẻ ra nhiều lắm. Trẻ ra phải đến chục tuổi khác hẳn. Vâng, về nhà này ông xã các con nhìn này là cháu cô Hà là có một cháu nội rồi đúng không nhỉ? Đấy, thế đâm ra là về chắc là không nhận ra bà. Bà ngoại bây giờ thành cô ngoại rồi, rất là trẻ. Bà nội chứ. Bà nội. À bà nội đúng không? Cô Hà có chia sẻ là chỉ được làm bà nội đúng không? Chỉ được làm bà nội thôi, không có bà ngoại. Dạ vâng. Đó, đây nhá cô nhá. Thế bây giờ về nhà. Đó, mọi người nhìn thấy nhá, chứng thực khách hàng ở ngoài 50 tuổi thực hiện cái công nghệ trẻ hóa da thơm mát FLX của thẩm mỹ quốc tế Bali. Thì mọi người có bất kỳ những cái băn khoăn hay thắc mắc gì thì có thể là để ngay số điện thoại bên dưới hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0386463463 để tư vấn trực tiếp nhé. Cô thấy đẹp đây, xinh như bao nhiêu thật. Cô thấy rất là hài lòng. Rất là nhiều ạ.